chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Phụ nữ Quảng Nam, chuyên mục do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam thực hiện. Những nội dung chính sẽ có trong chuyên mục. Đoàn công tác Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có chuyến thăm và làm việc tại Quảng Nam. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức thành công diễn đàn vinh danh mẹ đỡ đầu, vòng tay yêu thương năm 2024. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Núi Thành sáng tạo với mô hình đường tàu đường hoa. Bây giờ là nội dung chi tiết của chuyên mục. Thưa quý vị, nhân chuyến công tác và làm việc tại Quảng Nam, sáng ngày 6 tháng 9, đoàn công tác Trung ương do đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm tại tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Cùng đi với đoàn có trưởng ban dân vận tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung. Tại tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng, trong không khí trang nghiêm, với lòng thành kính và tri ân, các đại biểu đã dâng vòng hoa, kính cẩn nghiêng mình và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước anh linh các anh hùng liệt sĩ Mẹ Việt Nam Anh Hùng, các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn cũng đã bày tỏ tình cảm, tri ân, tưởng nhớ Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Thứ, người mẹ huyền thoại, sáng ngời với những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam, chịu thương, chịu khó, trung hậu, đảm đang, đồng thời là tượng đài bất diệt của lòng yêu nước, sự hy sinh vì công cuộc giải phóng đất nước. Mẹ sẽ sống mãi cùng non sông đất nước là nguồn động lực lớn lao để tiếp thêm sức mạnh, nhiệt huyết cho các thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước học tập và noi theo, không ngừng ra sức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, chung tay đưa quê hương đất nước ngày càng phát triển nhanh và bền vững. Tiếp đó, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức diễn đàn cấp quốc gia về nhận diện và xóa bỏ tập tục văn hóa có hại, vai trò của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dự diễn đàn về phía Trung ương có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương. Về phía tỉnh Quảng Nam có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thái Bình cùng đại diện lãnh đạo sở ban ngành, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quảng Nam và một số tỉnh thành khu vực miền Trung Tây Nguyên. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh, trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội hiện nay, nhiều tập tục đã đang cản trở và thậm chí kéo lùi tiến trình phát triển kinh tế xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của phụ nữ và trẻ em các dân tộc. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh, trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội hiện nay, nhiều tập tục đã đang cản trở và thậm chí kéo lùi tiến trình phát triển kinh tế xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của phụ nữ và trẻ em các dân tộc. Để có thể xóa bỏ, giảm thiểu các tập tục văn hóa có hại, rất cần sự chung tay của cộng đồng, đặc biệt là từ sự thay đổi trong quan niệm của chính đồng bào các dân tộc. Trong đó, đoàn viên thanh niên là lực lượng xung kích trong các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Tại diễn đàn, các đại biểu được chia sẻ nhiều nội dung quan trọng liên quan đến nhận diện và xóa bỏ tập tục văn hóa có hại, vai trò của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác này từ đại diện lãnh đạo các ngành các cấp liên quan, trong đó có đại diện Quảng Nam. Các vấn đề được đặt ra trao đổi tại diễn đàn chủ yếu tập trung vào các nội dung, làm thế nào để nhận diện phát huy các phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, loại bỏ được những tập tục hủ tục không còn phù hợp trong cộng đồng dân tộc thiểu số hiện nay, những khó khăn nào trong việc loại bỏ các tập tục văn hóa có hại, hiệu quả nhìn từ dự án 8 và các chủ trương chính sách khác trong thay đổi nhận thức của người dân về xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu, vai trò Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn viên thanh niên trong thay đổi tập tục lạc hậu tại khu vực miền núi, vân vân. Diễn đàn cấp quốc gia là cơ hội để tạo ra không gian trao đổi giữa diễn giả và các em thanh niên nhằm giúp các em nhận diện các tập tục văn hóa có hại trong đời sống, từ đó đề xuất các giải pháp, cách làm hay sáng tạo, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của thanh niên xung kích tiên phong xóa bỏ tập tục văn hóa có hại. Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội thi thuyết trình liên quan đến chủ đề nhận diện và xóa bỏ tập tục văn hóa có hại, vai trò của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dự hội thi có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương. Hội thi thu hút 4 đội thi với đại diện thanh niên của 4 tỉnh thành Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum tham gia.
các đội đã trải qua hai phần thi, gồm phần thi đối kháng giữa các đội. Ở phần thi này, các đội có 60 phút biện luận về chủ điểm được bốc thăm. Ở phần thi xử lý tình huống sẽ được diễn ra trên sân khấu chính giữa. Mỗi đội thi có 3 phút để thuyết trình phần giải quyết tình huống. Nội dung thi tập trung tìm hiểu và nhận diện các tập tục văn hóa có hại, thực trạng tác động các hủ tục hiện nay đối với đời sống của đồng bào dân tộc nói chung và phụ nữ, thanh niên, trẻ em nữ nói riêng, vai trò của các sở ban ngành trong việc ban hành các chính sách nhằm thay đổi, xóa bỏ các tập tục văn hóa có hại. Hội thi được tổ chức trong khuôn khổ dự án thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, dự án 8 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời tạo sân chơi để các em thanh niên được tham gia chia sẻ, nêu ý kiến và cũng là dịp để cơ quan chuyên môn lắng nghe ý kiến tiếng nói của thanh niên. Cũng nhân chuyến công tác tại Quảng Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đã đến thăm tặng quà cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung Thu và khai giảng năm học mới 2024-2025 tại Quảng Nam. Tại đây, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương thăm hỏi, động viên và tặng 50 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và một túi quà cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Kinh phí trích từ nguồn chương trình Mẹ đỡ đầu và quỹ vận động từ các nhà hảo tâm. Hoạt động thăm tặng quà được tổ chức kịp thời đúng đối tượng, góp phần động viên khích lệ tinh thần, tạo động lực trong phấn đấu học tập và rèn luyện của các con mồ côi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung Thu và khai giảng năm học mới 2024-2025, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong huy động, vận động nguồn lực, sự quan tâm của xã hội, cộng đồng đối với trẻ em mồ côi. Tại thành phố Tam Kỳ, Diễn đàn Vinh danh Mẹ đỡ đầu vòng tay yêu thương năm 2024 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức diễn ra thành công với nhiều nội dung ý nghĩa, qua đó góp phần ghi nhận biểu dương sự đóng góp lớn lao của các tập thể cá nhân, nhà hảo tâm có nhiều đóng góp tâm huyết trong quá trình đồng hành với chương trình Mẹ đỡ đầu. Dự diễn đàn có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thanh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan của tỉnh. Đặc biệt, chương trình có sự hiện diện của 31 mẹ đỡ đầu tiêu biểu, 26 trẻ được nhận đỡ đầu trên địa bàn tỉnh. Trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đặng Thị Lệ Thủy khẳng định, chương trình Mẹ đỡ đầu được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động vào cuối năm 2021, thời điểm dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh mẽ. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, qua 3 năm triển khai, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã vận động kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ giúp đỡ, chăm sóc cho 1.478 trên 4.941 trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mức hỗ trợ từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng một tháng một em. Có 27 trẻ kết thúc nhận đỡ đầu từ chương trình. Ngoài hỗ trợ bằng tiền mặt, các cấp hội duy trì thường xuyên việc thăm hỏi, động viên tinh thần, hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết, tặng quà, học bổng, dụng cụ học tập vào dịp Tết Nguyên đán, đầu năm học mới, với giá trị trên 10 tỷ đồng. Tại diễn đàn, các đại biểu được chia sẻ những cách làm hay sáng tạo của các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong công tác hỗ trợ, kết nối các tổ chức cá nhân với các gia đình có trẻ mồ côi do thiên tai, hoạn nạn và dịch bệnh COVID-19. Những tâm sự chân thực cảm động về sự sẻ chia của những người mẹ đỡ đầu và lời cảm ơn chân thành sâu sắc từ trẻ em khó khăn được nhận đỡ đầu. Với những đóng góp ý nghĩa đầy nhân văn, tại diễn đàn lần này, 38 tập thể gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ 18 huyện thị xã thành phố, các đơn vị phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh, 17 đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã với mô hình hay và 14 cá nhân tiêu biểu là những người mẹ đỡ đầu được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vinh danh khen thưởng. Ngoài ra, 26 trẻ khó khăn được nhận đỡ đầu tham dự chương trình, được tỉnh hội tặng quà động viên trước thềm năm học mới, mỗi suất quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và tập vở. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức tập huấn chuyên đề hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã cho phụ nữ chủ doanh nghiệp, tổ hợp tác xã, dự án khởi nghiệp năm 2024 trên địa bàn huyện Đông Giang. Qua một ngày tập huấn, hơn 70 học viên được nghe bà Nguyễn Thị Phương, Phó trưởng Ban Gia đình và Xã hội Kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam tư vấn giới thiệu hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể của phụ nữ, đăng ký thương hiệu, bảo hộ thương hiệu sản phẩm, đăng ký sở hữu trí tuệ, các sản phẩm sản xuất, sản phẩm chủ lực, đặc sản của địa phương, hướng dẫn phụ nữ có dự án khởi nghiệp có tính khả thi, được tiếp cận và hỗ trợ từ đề án, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025,
và đề án phát triển hoạt động khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã hiệu quả, bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của huyện. Nửa nhiệm kỳ qua 2021-2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp, thực hiện khâu đột phá trong công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, gắn với triển khai nghị quyết số 06 ngày 4 tháng 5 năm 2021 của tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Theo đó, hàng năm, các cấp hội đều tập trung tiến hành rà soát, phân loại hộ nghèo, nguyên nhân và giải pháp hỗ trợ, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, tập trung hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, tập huấn kết nối giới thiệu sản phẩm sạch, sản phẩm ô cóp, phối hợp tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ tiếp cận nguồn tín dụng, nhất là nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội, xây dựng các mô hình giảm nghèo gắn với thành lập tổ hợp tác xã. Đến 31 tháng 5 năm 2024, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý gần 1.340 tổ vay vốn, dư nợ đạt trên 3.100 tỷ đồng với trên 58.600 khách hàng còn dư nợ. Nhờ nguồn vốn, nhiều chị em đầu tư phát triển sản xuất vươn lên làm giàu. Tính đến nay, toàn tỉnh có 103 hợp tác xã có nữ tham gia quản lý với 309 thành viên nữ và giải quyết việc làm cho hơn 600 lao động nữ. Đồng thời, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã giúp hơn 1.600 hộ thoát nghèo, góp phần cùng địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 5,57% vào năm 2023, tạo động lực phát huy vai trò phụ nữ trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Ninh vừa tổ chức chương trình giao lưu tỏa sáng vầng trăng khuyết với hội viên phụ nữ khuyết tật. Phú Ninh có 80 phụ nữ khuyết tật, trong đó có 30 phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng, đồng hành hỗ trợ phụ nữ khuyết tật vượt qua mặc cản, nâng cao năng lực bản thân, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. 30 phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 11 cháu là con em của gia đình hội viên phụ nữ khuyết tật được các cấp hội nhận đỡ đầu, hỗ trợ thường xuyên. Các phụ nữ khuyết tật nặng không thể đi lại được, hoàn cảnh gia đình đơn thân, được phân công hội viên thay thế nhau đến chăm sóc dọn dẹp nhà cửa. Ngoài ra, hội còn tạo điều kiện để các phụ nữ khuyết tật tham gia các lớp học nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm, tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng để phát triển kinh tế, khởi nghiệp với số tiền trên 400 triệu đồng. Tại chương trình, các đại biểu có cơ hội giao lưu, chia sẻ cách giúp đỡ hội viên khuyết tật, chia sẻ những công việc thường ngày khó khăn của hội viên phụ nữ khuyết tật gặp phải trong cuộc sống, trong công việc và định kiến xã hội. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tặng quà biểu dương 17 hội viên phụ nữ khuyết tật tiêu biểu trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, mô hình đường tàu, đường hoa là mô hình đầu tiên của huyện Núi Thành, được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tam Nghĩa và đội duy tu cầu đường 5, công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng ra mắt, mới đây có ý nghĩa to lớn về cải thiện cảnh quan môi trường trên địa bàn. Ngay sau khi công bố quyết định thành lập mô hình đường tàu đường hoa, gồm tất cả hội viên phụ nữ xã Tam Nghĩa và cán bộ nhân viên đội duy tu cầu đường 5, công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng, đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ xã Tam Nghĩa và cán bộ nhân viên đội duy tu cầu đường 5, công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng cùng lãnh đạo địa phương đã đồng loạt ra quân trồng tượng trưng 15 cây hoa giấy nhiều màu và cây hoa chiều tím ven đoạn đường sắt có chiều dài 50 m thuộc tổ đoàn kết số 13, thôn Định Phước, xã Tam Nghĩa. Để duy trì và phát triển nhân rộng mô hình đường tàu đường hoa, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tam Nghĩa và đội duy tu cầu đường 5 công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng đã ký cam kết duy trì và phát triển mô hình, đồng thời nhân rộng phong trào trồng hoa ven đường sắt ra tất cả các khu dân cư trên địa bàn, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, tích cực góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chuyên mục Phụ nữ Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào tạm biệt.